tất cả cựu quân nhân. Em! Chào tay! Chào! Lễ rước quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa. Chào tay! Chào! Ladies and gentlemen, a moment of silence will begin, and thank you all the people who fought, died for our country, for our freedom, for our human rights and democracy. Moment of silence begins. Phút mặc niệm bắt đầu. Chào tay!